Mở đầu là mã số 1. Mã số 1 là một chiếc nhẫn Mỹ xưa, chính hãng, chất liệu là hợp kim bá cấm. Trên đây là cái kết quả quang phổ, thành phần vật liệu của chiếc nhẫn này nha mọi người. Với thành phần Palladi là chiếm 23%. Xét về cái giá trị vật liệu thì cái chiếc nhẫn này nó sẽ tương ứng với vàng 6K nha mọi người. Cái kim loại Palladi này thì nó có cái giá trị là ngang ngửa với lại vàng. Cho nên là xét về cái giá trị vật liệu thì chiếc nhẫn này sẽ tương ứng với lại một chiếc nhẫn vàng 6K. Quay trở lại phần mặt nhẫn là một viên đá sapphire xanh dương, mặt mo tròn, ánh lửa mạnh, sáng rất là đẹp nha mọi người. Chiếc nhẫn này thì có độ mới là gần như hoàn hảo 100%. Mọi người nhìn kỹ các dòng chữ và những cái đường gân ở trên nhẫn là còn sắc nét, rất là đẹp nha mọi người. Mặt phía bên trái là logo biểu tượng của cái trường học. Rất là đẹp nha mọi người. Phía trên là dòng số năm 1979. Họa tiết rất là nét nha mọi người. Có một cái hình tòa nhà là cái biểu tượng của cái ngôi trường, rất là nhỏ. Và phía dưới là dòng số năm 1778. Thì đây là cái năm thành lập cái ngôi trường học này, rất là lâu đời rồi nha mọi người. Họa tiết cực kỳ sắc nét luôn nha mọi người. Mặt phía bên phải là hình ảnh biểu tượng của một cái người thổ dân da đỏ, cực kỳ là đẹp nha mọi người, rất là nét. Phía trên cũng là dòng số 1979. Thì đây là cái năm sản xuất nhẫn, đồng thời là cái năm tốt nghiệp của chủ nhân của chiếc nhẫn. Dưới đây là phần đai nhẫn và phần lòng nhẫn. Bên trong lòng nhẫn thì đóng chuyện Palladium Plus, đây là hợp kim bá cấm Palladi, tên là Palladium Plus. Phía bên này thì có chữ ký của chủ nhân chiếc nhẫn được khắc bên trong lòng nhẫn nha mọi người. Một chiếc nhẫn cực kỳ đẹp. Ly tay của chiếc nhẫn này là 18.8. Phần mặt nhẫn là 19.3. Cái màu sắc trên chiếc nhẫn này thì nó tương ứng với vàng trắng nha mọi người. Màu của cái chiếc nhẫn này với lại cái những chiếc nhẫn mà được làm từ vàng trắng thì nó tương đương nhau. Em lên tay chiếc nhẫn. Rất là đẹp nha mọi người. Một chiếc nhẫn với cái độ mới gần như là hoàn hảo 100%. Mã số 1. Mã số 1 em xin giao lưu với quý anh chị với mức giá là 7.3 triệu. 7.300.000 cho một chiếc nhẫn hợp kim bá cấm Palladi, tương ứng với lại là vàng 6K. Về cái giá trị vật liệu. Tiếp theo là mã số 2. Mã số 2 là một chiếc nhẫn Mỹ xưa, chính hãng, chất liệu là hợp kim bá cấm trắng. Với cái mặt đá là một viên đá tím chảy tia, mặt cắt vát, phơm vuông, rất đẹp nha mọi người. Và chiếc nhẫn này thì cũng có độ mới gần như hoàn hảo 100% nha mọi người. Mặt phía bên trái là hình ảnh của một võ sĩ giáp đấu, rất là nét nha mọi người. Hình ảnh của một võ sĩ giáp đấu nhìn rất là đẹp nha mọi người.
Mọi người nhìn kỹ những chiếc nhẫn chính hãng thì cái đường gân nhẫn nó rất là nhuyễn và nó đều đặn. Cộng với những cái họa tiết ở trên nhẫn thì nhìn rất là đẹp, rất là thần thái nha mọi người. Dù là một cái họa tiết cực kỳ nhỏ nhưng mà khá là sắc nét. Mặt phía bên phải là hình ảnh một người đang chạy mô tô, cũng rất là đẹp nha mọi người. Người nhìn kỹ họa tiết trên chiếc nhẫn này còn rất là mới, chuẩn hàng xưa nha mọi người. Chiếc nhẫn này thì được sản xuất năm 81. Dưới đây là phần đai nhẫn và phần lòng nhẫn. Bên trong lòng nhẫn là đóng chuyện Justin Argentus. Thì đây là chất liệu hợp kim ba cắm trắng Argentus của hãng Justin, dành cho quý anh chị nào mà đam mê sưu tầm nhẫn thì không thể nào thiếu được cái chiếc nhẫn hợp kim ba cắm trắng này trong bộ sưu tập của mình. Phía bên đây là chữ ký của chủ nhân của chiếc nhẫn. Rất là đẹp nha mọi người, chuẩn hàng xưa nhưng mà độ mới thì còn rất là cao. Ly tay của chiếc nhẫn này là 20.3, với phần mặt nhẫn là 18.7. Rất là đẹp nha mọi người. Mã số 2. Mã số 2 em xin giao lưu với quý anh chị với mức giá là 5.6 triệu, 5.600.000 cho một chiếc nhẫn hợp kim bá cắm trắng đến từ hãng Justin, với độ mới thì còn tương đối hoàn hảo. Tiếp theo là mã số 3. Mã số 3 là một chiếc nhẫn Mỹ xưa chính hãng, chất liệu là hợp kim bá cắm trắng, chủ đề trường học high school. Mặt nhẫn là một viên đá xanh dương chảy tia mắt mèo. Phía trên cái mặt đá là đính một cái logo nổi với dòng chữ HS là high school nha mọi người. Mặt phía bên trái là hình ảnh biểu tượng một chú chim đại bàng, cực kỳ là sắc nét. Những cái chi tiết được đúc rất là tinh xảo nha mọi người. Từ cái ánh mắt, mọi người nhìn kỹ tròng mắt của chú đại bàng này là tới 3 lớp luôn nha mọi người. Mũi, miệng, lưỡi nhìn rất là nét nha mọi người. Và những cái chi tiết như từng cái nang lông ở trên cái cánh của chú chim đại bàng này. Với ánh mắt rất là sắc, rất là đẹp nha mọi người, cực kỳ thần thái luôn. Mặt phía bên phải là logo biểu tượng của cái ngôi trường học high school này. Họa tiết trên chiếc nhẫn này thì cũng còn rất là mới nha mọi người. Bao xung quanh là dòng số 1980. Thì đây là cái năm sản xuất chiếc nhẫn, là cái năm tốt nghiệp của chủ nhân của chiếc nhẫn. Họa tiết trên chiếc nhẫn này thì còn cực kỳ mới nha mọi người, rất nét. Dưới đây là phần đai nhẫn và phần lòng nhẫn. Bên trong lòng nhẫn thì đóng chuyện là Justin Argentus. Thì đây là một chiếc nhẫn chính hãng của hãng Justin, với chất liệu là hợp kim bá cắm Argentus. Bên đây là tên của chủ nhân của chiếc nhẫn được khắc ở bên trong lòng nhẫn. Đây là phần cái đinh tán cái mặt nhẫn nha mọi người. Phần mặt nhẫn được kết cấu vào cái thân nhẫn bằng cái chốt tán.
Ly tây của chiếc nhẫn này là 10 18. Ly tây 18. Với phần mặt nhẫn là 19.1. Chiếc nhẫn này thì có ni tay hơi nhỏ một xíu nha mọi người, phù hợp với những cái anh nào mà có cái tay nó nhỏ một tí. Chiếc nhẫn lên tay rất đẹp nha mọi người. Mã số 3. Mã số 3 em xin giao lưu với quý anh chị với mức giá là 5.800.000 cho mã số 3. Tiếp theo là mã số 4. Mã số 4 là một chiếc nhẫn Mỹ chính hãng, chất liệu là hợp kim bá cắm trắng, chủ đề trường học school. Mặt nhẫn là một viên đá đỏ ruby, mặt trải tia mắt mèo. Với bề mặt thì được cắt vát, ánh lửa mạnh rất đẹp nha mọi người. Viên đá trên chiếc nhẫn này thì rất là đẹp. Mặt phía bên trái là logo biểu tượng của cái ngôi trường học này, với hình ảnh một cái khiên. Chính giữa cái khiên là một cái cây thập tự giá. Phía trên là dòng số 2014. Mặt phía bên phải là hình ảnh biểu tượng của cái ngôi trường học này nha mọi người. Có một cái tòa nhà, mọi người nhìn kỹ là cái tòa nhà này rất là đẹp nha mọi người, với các chi tiết rất là nét. Cái độ tỉ mỉ của những chiếc nhẫn Mỹ được thể hiện qua những cái ngôi nhà này rất là đẹp nha mọi người. Chi tiết đến từng cái viên gạch nhỏ xíu ở phía trên cái bức tường của ngôi nhà luôn nha mọi người. Dưới đây là phần đai nhẫn và phần lòng nhẫn. Bên trong lòng nhẫn là đóng chuyện Justin SEW. Thì đây là hợp kim bá cắm trắng. Cái loại này là hợp kim bá cắm trắng mới được sản xuất gần đây nha mọi người, của hãng Justin. Ngày xưa là hợp kim bát cắm Argentus, và vào cái giai đoạn hiện đại như bây giờ thì cái hợp kim bát cắm trắng đã được thay đổi thành là hợp kim SEW. Thì để biết thêm thông tin chi tiết, mọi người có thể lên trang của hãng nhẫn Justin để mà tham khảo thêm. Ở phần lòng nhẫn này thì có cái vết xóa cái chữ ký của chủ nhân của chiếc nhẫn nha mọi người, có cái vết xóa. Nói chung là không ảnh hưởng gì tới cái chiếc nhẫn nha mọi người. Ly tây của chiếc nhẫn này là 18.9. Với phần mặt nhẫn là 19.9. Viên đá trên chiếc nhẫn này rất đẹp nha mọi người. Mã số 4. Mã số 4 em xin giao lưu với quý anh chị với mức giá là 4.500.000. 4.500.000 cho mã số 4. Tiếp theo là mã số 5. Mã số 5 là một chiếc nhẫn Mỹ xưa, chính hãng, chất liệu là vàng. Chủ đề là tổng chỉ huy quân đội. Với phần mặt nhẫn là được đính một cái logo họa tiết, đó là quốc huy của nước Mỹ nha mọi người. Với hình ảnh một chú chim đại bàng đang dang đôi cánh. Một bên chân là nắm những nhành ô liu và một bên là nắm những cái mũi tên. Phía chính giữa là hình ảnh lá quốc kỳ của nước Mỹ được cách điệu thành cái khiên. Họa tiết mặt phía bên trái và mặt phía bên phải là hình ảnh biểu tượng đại bàng đang dang đôi cánh đứng trên một cái thanh gươm.
Đối với những cái chiếc nhẫn mà nó được làm từ bạc thì nó rất là dễ bị mòn nha mọi người. Những cái chiếc nhẫn bạc xưa như này thì đa phần là nó đều có cái vết mòn theo thời gian. Đi tay của chiếc nhẫn này là 20.1. Cái phần mặt nhẫn là 18.9. Mã số 5. Mã số 5 em xin giao lưu với quý anh chị với mức giá là 3.2. 3.200.000 cho mã số 5. Tiếp theo là mã số 6. Mã số 6 là một chiếc nhẫn Mỹ xưa chính hãng, chất liệu là bạc, chủ đề là United States Army Air Force, lực lượng không quân Hoa Kỳ. Mặt nhẫn là một viên đá xanh dương mặt mo tròn, ánh lửa mạnh rất đẹp nha mọi người. Mặt phía bên trái là hình ảnh logo biểu tượng một chú đại bàng đang đứng trên một cái khiên. Chiếc nhẫn này thì nó được sản xuất năm 1944 nha mọi người. Đây là một chiếc nhẫn được chế tác trong giai đoạn chiến tranh thế giới thứ hai của lực lượng không quân, rất là lâu rồi đây mọi người. Một chiếc nhẫn có cái độ tuổi cũng khá là lâu. Mà cái họa tiết ở trên chiếc nhẫn này thì nó đã có cái vết mòn theo năm tháng cũng khá nhiều. Với là phần đai nhẫn và phần lòng nhẫn. Bên trong lòng nhẫn thì đóng chuyện HG Sterling. Đây là một chiếc nhẫn của hãng Hubzone, chất liệu là bạc xưa Sterling. Mặt phía bên đây là tên của chủ nhân của chiếc nhẫn được khắc ở bên trong lòng nhẫn nha mọi người. Nhìn cái chuyện dập chính hãng rất là uy tín nha mọi người. Thông thường thì những chiếc nhẫn giả sẽ không có làm được cái chuyện dập như vậy nha mọi người. Những chiếc nhẫn giả thì là chuyện bắn laser, còn đây là chuyện dập chính hãng. Đi tay của chiếc nhẫn này là 19. Phần mặt nhẫn là 20.1. Mã số 6. Mã số 6 em xin giao lưu với quý anh chị với một cái mức giá rất là hữu nghị cho một chiếc nhẫn bạc xưa được chế tác trong giai đoạn chiến tranh thế giới thứ hai năm 1944 của lực lượng không quân Hoa Kỳ với mức giá là 2.2 2.200.000 cho mã số 6. Tiếp theo là mã số 7. Mã số 7 là một chiếc nhẫn Mỹ xưa chính hãng, chất liệu hợp kim, chủ đề là Police Academy, học viện cảnh sát. Mặt nhẫn là một viên đá trong suốt, hơi ngà sang màu xanh dương nha mọi người. Ẩn phía dưới mặt đá là logo biểu tượng của lực lượng thủy quân lục chiến được khắc 3D. Rất là đẹp nha mọi người. Mặt phía bên trái là logo biểu tượng của cái lực lượng cảnh sát, Police Officer. Mặt phía bên phải là hình ảnh biểu tượng cán cân công lý với hình ảnh một người phụ nữ, một tay đang cầm cái cán cân và một tay đang cầm cái thanh gươm. Thì đây là cái biểu tượng cán cân công lý trong cái lực lượng cảnh sát. Rất là đẹp nha mọi người.
với là phần đai nhẫn và phần lòng nhẫn. Bên trong lòng nhẫn thì đóng chuyện Loneco Platinum. Thì đây là chiếc nhẫn của hãng Lone với chất liệu là hợp kim Platinum. Và phía bên đây là tên của chủ nhân của chiếc nhẫn được khắc ở bên trong lòng nhẫn nha mọi người. Ly tay của chiếc nhẫn này là 19.4. Với phần mặt nhẫn là 19. Rất là đẹp nha mọi người. Mã số 7. Mã số 7 em xin giao lưu với quý anh chị với mức giá là 4.500.000, 4.500.000 cho mã số 7. Tiếp theo là mã số 8. Mã số 8 là một chiếc nhẫn Mỹ xưa, chính hãng, chất liệu hợp kim, chủ đề trường học high school. Mặt nhẫn là một viên đá đen huyền, mặt cắt vát. Phom vuông rất đẹp nha mọi người. Mặt phía bên trái là hình ảnh biểu tượng của cái ngôi trường học. Dòng số năm 1961 là cái năm thành lập cái ngôi trường này nha mọi người. Họa tiết khá là nhỏ nhưng mà rất là tinh xảo nha mọi người. Mặt phía bên phải là hình ảnh cái tòa nhà biểu tượng của cái ngôi trường học này. Phía trên là dòng số năm 2010. Thì đây là cái năm sản xuất nhẫn, đồng thời cũng là cái năm tốt nghiệp của chủ nhân của chiếc nhẫn nha mọi người. Họa tiết còn rất là mới nha mọi người. Dưới đây là phần đai nhẫn và phần lòng nhẫn. Đây là một chiếc nhẫn hợp kim của hãng Jenkins. Ly tay của chiếc nhẫn này là 20.6. Phần mặt nhẫn là 19.8. Mã số 8. Mã số 8 em xin giao lưu với quý anh chị với mức giá là 2.200.000, 2.200.000 cho mã số 8. Tiếp theo là mã số 9. Mã số 9 là một chiếc nhẫn Mỹ, chất liệu là bạc, chủ đề là hải quân USN, United States Navy, với cái hình ảnh logo mỏ neo được khảm ở phía trên cái mặt nhẫn. Rất là đẹp nha mọi người. Một chiếc nhẫn được thiết kế khá là đơn giản. Bên trong lòng nhẫn thì khắc truyện Sterling, chất liệu là bạc. Một chiếc nhẫn bạc hải quân Mỹ với cái thiết kế rất là đơn giản nha mọi người. Ly tay của chiếc nhẫn này là 19.1. Phần mặt nhẫn là 15.4. Mã số 9. Mã số 9 em xin giao lưu với quý anh chị với mức giá là 2.200.000, 2.200.000 cho một chiếc nhẫn Mỹ, chất liệu là bạc, chủ đề là United States Navy, Hải quân Hoa Kỳ. Cuối cùng là mã số 10. Mã số 10 là một chiếc mắt kính chính hãng đến từ thương hiệu Randolph và được sản xuất tại Mỹ nha mọi người. Made in USA. Cái thông tin này thì được khắc ở phía trên càng của cái mắt kính này luôn nha mọi người. Randolph, Made in USA.
Đây là một cái chiếc mắt kính được thiết kế theo form Aviator. Thì đây là một cái form kinh điển của thương hiệu Ray-Ban nha mọi người. Form Aviator được biết đến từ sau khi tướng MacArthur là người đã dẫn dắt quân đội Mỹ vào quản lý nước Nhật sau khi phát xít Nhật bị đánh bại. Sau khi ông tướng MacArthur này đeo cái cặp kính form Aviator đến từ thương hiệu Ray-Ban thì cái form mắt kính này đã trở nên rất là nổi tiếng. Và cái công ty Randolph này thì đã dựa trên cái thiết kế Aviator của Ray-Ban để làm ra cái chiếc mắt kính hiện tại trên tay em. Phần tròng kính được tráng một cái lớp gương. Phía sau tròng kính thì khắc chuyện chữ P. Thì thêm một xíu thông tin về cái cặp tròng kính này. Thì đây là tròng kính Polarize. Hiện tại là tròng kính có chất lượng cao cấp trên thị trường nha mọi người. Cái tròng kính này thì nó bảo vệ tia UV 100%. Và thêm một cái nữa là nó chống cái hiện tượng phân cực, rất là hữu ích dành cho những cái anh em nào mà thường xuyên lái xe đi xa. Phía trên góc của cái tròng phía bên phải thì có khắc chuyện Randolph chính hãng nha mọi người. Phần gọng kính thì được mạ vàng hồng. Đây là thông tin phía trên cái gọng kính Row Gold. Phần càng là dài 140mm. Thì đây là một cái chiếc mắt kính mới hoàn toàn chưa qua sử dụng nha mọi người. Thông số của mắt kính là 61-15. Thì cái phần đường kính của tròng kính là 61mm và phần cánh mũi là 15mm. Chiếc mắt kính này vì là hàng mới chưa qua sử dụng nên là không có lỗi gì ở trên chiếc mắt kính này hết nha mọi người. Mới hoàn toàn. Đi kèm theo chiếc mắt kính này thì có phần hộp kính, phần hộp da zin theo hãng nha mọi người, Randolph. Và cái khăn lau mắt kính cũng của hãng Randolph. Kèm theo nữa là cái phần hộp giấy. Bên trong thì có thẻ và sổ của mắt kính nha mọi người. Chiếc mắt kính này thì được đang treo bán với cái mức giá trên website của công ty Randolph là khoảng hơn 12 triệu tiền Việt Nam. Và vì là cái chiếc kính này là do hàng săn sale nên em giao lưu với anh chị với một cái mức giá nó sẽ hữu nghị hơn rất nhiều. Mã số 10. Mã số 10 em xin giao lưu với quý anh chị với mức giá là 6.300.000 cho một chiếc mắt kính chính hãng đến từ thương hiệu Randolph, được sản xuất tại Mỹ, hàng mới cứng, chưa qua sử dụng, form Aviator rất là đẹp. Với cái cặp tròng kính là có chất lượng tốt hiện tại nha mọi người. 6.300.000 cho mã số 10.